Đâu vậy ta? Ôi ve lại các bạn. Rồi chiếc ta rô kéo đang kéo một chiếc ghe cào các bạn ơi. Wow, biết bị gì đây mà kéo đây không biết. Kéo bao nhiêu đó rồi đó trời. Rồi vậy là tới cột cái mũi đó các bạn. Nãy tại nó cập ở trong bờ ha, kéo nó ra cho nó có cái phản hở các bạn. Bây giờ tới cột cái mũi nè, rồi kéo đi luôn ha.
Ủa từ xa cũng thấy nữa hả? Ủa kéo đâu ra ngoài biển luôn vậy trời.